con trai yêu quý của mẹ về rồi đấy à. Chúc mừng sinh nhật con nhé. Ôi ngon quá, toàn món con thích. Mẹ ơi, khi nào con lớn con nhất định sẽ làm cho bố mẹ thật tự hào về con. Ôi, con trai của mẹ ngoan quá. Vậy khi nào thì con sẽ lớn để mẹ được nhờ đây? Dạ, mẹ cứ chờ đi. Khi nào con 30 tuổi rồi, con sẽ làm được hết việc nhà cho mẹ. Hơn nữa, con sẽ trở thành một nhà khoa học thật nổi tiếng, ai cũng biết đến cho mẹ xem. Wow, mẹ không ngờ con trai của mẹ lại có chí lớn như vậy đấy. Được rồi, mẹ sẽ chờ đến lúc con 30 tuổi, xem con có làm được những điều con nói không nhá. Thôi, bây giờ mẹ con mình cắt bánh sinh nhật đi con. Gần trưa rồi đấy, anh dậy mau lên cho em nhờ cái nào. Ôi cái số tôi nó khổ, chồng suốt ngày chỉ ngủ, chả nhờ được việc gì. Em ơi, em không nhớ ra hôm nay là ngày gì hay sao mà bắt anh dậy sớm thế. Hôm nay á? Ồ, may quá anh nhắc em, không thì em cũng quên luôn. Hôm nay nhá, hôm nay là hạn trả tiền nhà này, trả hóa đơn điện này, trả hóa đơn nước này, rồi còn phải tổng vệ sinh nhà cửa từ trong ra ngoài nữa chứ. Thôi anh dậy nhanh nhanh lên rồi giúp em nhá. Anh ơi, anh lau hộ em toàn bộ phòng khách với bếp nhá. Lau sạch bông từ trong ra ngoài cho em nhá, không được thấy hạt bụi nào đâu nhá. Thế xong xuôi mấy việc đấy rồi, nếu mà tiện, anh đi chợ mua cho em ít đồ ăn nhá. Em ơi, thôi việc nhà cứ để đấy đã. Anh có việc, anh phải chạy ra ngoài một chút đã. Có gì anh về anh sẽ làm nốt nhá. Trời đất ơi, hóa ra cô vợ quý hóa của tôi quên luôn cả sinh nhật chồng. Không có lấy một lời chúc mừng, không có lấy một bữa sáng tươm tất. Thế mà vừa mở mắt dậy đã sai chồng làm hết bao nhiêu là việc. Ôi, tôi thật là bất hạnh. Chán quá đi mất. Rõ ràng ngày xưa lúc còn bé mình đã hứa với bố mẹ, năm 30 tuổi mình sẽ trở thành một nhà khoa học vĩ đại. Vậy mà năm nay 30 tuổi rồi vẫn phải lo ngồi nhà trả các loại hóa đơn. Sinh nhật này buồn quá đi mất, thất vọng về bản thân quá. Sinh nhật nhà ngươi khóc to quá, động đến cả ông trời. Ông trời sai ta xuống đây để hỏi xem nhà ngươi có cần giúp gì không. Nín đi và cho ta biết nào. Hả? Cô là tiên thật hả? Vậy thì tốt quá, tốt quá. Hôm nay tôi rất buồn chán, rất bi quan. Cô có thể giúp tôi một việc được không? Tôi thực sự rất muốn biết tương lai của tôi 10 năm nữa sẽ thế nào. Tôi sẽ ở đâu, làm gì? Liệu có cách nào cô có thể đưa tôi đến tương lai 10 năm nữa của tôi được không? Ôi giời, tưởng chuyện gì chứ chuyện ấy thì quá đơn giản. Ta chỉ cần vung đôi đũa thân một cái là ta sẽ đưa nhà ngươi đến bất kỳ nơi nào mà ngươi muốn. Bây giờ hãy im lặng và chờ ta nhé. Nào, đũa thần, hãy đưa Phạm Kim Cương đến tương lai 10 năm nữa của hắn. Coi xem 10 năm tới đây hắn ta ở đâu và làm gì. Umbala Sibula. Good morning, America. Today we have a special guest, Mr. Kim Kwon Pham from Santa Clara, California. Mr. Pham, could you tell us what makes you so successful? The answer is very simple, because I play sports and I have a positive attitude about everything. The whole world now are using your product. How do you feel?
I feel great because more people using my product means I am helping more and more people. And helping people is my life target. Well, thank you very much for coming today. And happy birthday to you. Thank you so much, everyone. Wow, không ngờ 10 năm nữa trong phạm kim cương này lại oách như vậy. Sinh nhật này đúng là sinh nhật vui nhất trong đời. Vợ ơi, anh về rồi đây này, em có nhà không? Anh ơi, em xin lỗi nhá. Sáng nay em đãng trí quá, quên mất hôm nay là sinh nhật anh. Thôi, em nướng cái bánh này thật to, thật đẹp để đền anh này. Anh xin lỗi em nhá. Quên mất không đi chợ cho em rồi, cũng chưa dọn xong nhà cửa, đã thế lại còn về muộn, vợ đừng giận anh nhé. Thôi mình cắt bánh đi anh. Ừ, thôi mình cắt bánh đi em. Không ngờ Phạm Kim Cương này đã 30 tuổi rồi đấy, đầu sắp có tóc bạc rồi đấy em ạ.